Chào mừng quý anh chị, quý nhà đầu tư đến với bản tin Di Trú Khai Phú. Trong chương trình lần này, chúng tôi xin gửi đến quý anh chị những cập nhật mới nhất về tình hình đầu tư di trú thế giới trong tuần qua như sau. Cập nhật một số thay đổi chương trình đầu tư định cư SIP. Đầu tư nhập tịch Thổ Nhĩ Kỳ lọt top 10 chương trình đầu tư thu hút vốn lớn nhất. Bộ Di trú Úc công bố văn kiện pháp luật mới về visa diện đầu tư doanh nhân. Chương trình định cư SIP được ban hành vào tháng 4 năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những chương trình đầu tư định cư phổ biến trên thế giới. Sau đây chúng tôi xin phép được cập nhật một số thay đổi chính sách mới được áp dụng trong thời gian qua. Mức quyên góp không hoàn lại đối với định cư lấy quốc tịch được nâng lên thành 200.000 euro. Con phụ thuộc dưới 28 tuổi nếu đã kết hôn sẽ không được nộp đơn đi cùng ba mẹ là đương đơn. Đối với định cư quốc tịch, ba mẹ của vợ, chồng, đương đơn cũng được quyền nộp đơn nếu mua thêm bất động sản là 500.000 euro đi kèm. Những người đi cùng đương đơn có thể nộp hồ sơ xin quốc tịch cùng lúc với đương đơn. Nếu đương đơn đầu tư vào một công ty SIP, công ty này cần tuyển dụng tối thiểu 9 nhân viên quốc tịch SIP hoặc quốc tịch thuộc khối châu Âu. Giấy chứng nhận không có hồ sơ hình sự được cấp không quá 6 tháng. Mặc dù 2020 được nhận định là một năm rất ảm đạm về tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình đầu tư nhập tịch nói riêng, nhưng kể từ khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý điều chỉnh mức đầu tư của chương trình CAP từ mức 1 triệu USD xuống còn 250.000 USD từ cuối 2018, thì chương trình này đã bất ngờ lọt vào top 10 các chương trình đầu tư định cư thu hút nguồn vốn đầu tư lớn nhất thế giới tính đến nửa đầu năm 2020. Cụ thể, theo báo cáo của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, số lượng đơn xin nhập quốc tịch của nước này theo chương trình đầu tư đã có gần 25.000 đơn mới chỉ trong hơn 17 tháng kể từ tháng 9 2018. Trong đó, chỉ tính riêng một năm sau thời điểm chính phủ chính thức công bố hạ mức đầu tư, tức tính đến tháng 9 2019, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có đến 2.611 nhà đầu tư và 7.351 người phụ thuộc đã có quốc tịch khi theo diện đầu tư này. Hiện nay, theo tờ báo Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo với báo chí rằng đã có 5.111 nhà đầu tư nhận được quốc tịch và một số lượng lớn đáng kinh ngạc lên đến hơn 9.000 đơn đang chờ xét duyệt. Những con số này đã gây ra một cú sốc và khiến chương trình Thổ Nhĩ Kỳ trở thành chương trình lấy quốc tịch phổ biến nhất thế giới. Nhằm hạn chế các ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc đóng cửa biên giới lên các cá nhân đang sở hữu dòng visa 188A, 188B, 188C và 188E, thì vào ngày 18 tháng 9 năm 2020 vừa qua, Bộ Di trú Úc đã công bố văn kiện pháp luật mới, thông báo một số thay đổi có lợi cho những ai đã và đang sở hữu các dòng visa trên. Theo đó, thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid được Bộ Di trú tính từ ngày 1 tháng 2 2020 cho đến một ngày trong tương lai mà Bộ Di trú sẽ công bố chính thức bằng văn bản. Lưu ý, các thay đổi này chỉ áp dụng cho những cá nhân đã được cấp theo các dòng visa trên từ trước ngày 1 tháng 7 2019 và sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 19 tháng 9 2020. Những thay đổi cụ thể cho các dòng visa trên sẽ được đính kèm trong phần mô tả của bản tin lần này. Vừa rồi là những cập nhật mới nhất về thông tin di trú tuần qua. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong bản tin tiếp theo.